Seoul Garden. Udon Thai Express. Wow, hồi tên này nhà hàng. Gugi kìa. Thành em. Đấy hả? Thao lao. Hôm nay em đang hết là bao nhiêu? Không biết đâu chị. Bữa 6. Đây mình có cơm, có mì, có hậu hồ. Ủa đây chị xem menu món Thái gì hả? À Sawanika. Nhà hàng Thái. Coca Steak. Wow, trên này được à. Thịt nướng Hàn Quốc, Bulgogi House. Lẩu băng chuyền. Sushi. Món ăn Lào. Cuốn đây kìa. Hotspot 199. Đây đi ngày hội đi. Sướng nha. Hay là giảm 10-20%. Quá đã. King BBQ. Boba Bob Pizza Hut. Đẹp ha. Sushi Tasaki Samate. Quá trời trời. Wow. Lẩu mắm bà vú.
Coffee House. Kia có lẩu bò Sài Gòn. Hay. Lẩu mắm bà Díu. Wow. Ưu đãi. Đây có CGV các bạn. Sabunja. Nhìn thấy con đĩa nghèo thành viên rồi thấy thích rồi đó. Đi 4 tính tiền 3. Đây CGV. Basking Rubies. Ninja rùa. Yasamase. Suzuki. Sukiya. Đây là lẩu bò Sài Gòn. Wow, nhìn hấp dẫn quá nhỉ. Quang chụp hình cho với con bò. Bò trùm phô mai đó. À bò trùm ở ngoài phô mai đó. Lẩu chậu. Gà rán từ Texas. Texas chicken. Cái chỗ cuốn có bò ngon à. Bữa sau là không ăn dưới nè. Cái đó người đa đâu hỏi em. Cây dừa chứ. Ok. Thôi chắc là dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Cái gì à? Nắm vào. Nắm tay vào. Giữ cái hàng lan can vậy. Ẩm thực Phú Hội. Bên kia cũng ngon mà nhìn nó không có đã lắm ha. Nên lần này có đã. Đi qua đây, qua đây. Đầu ạ. À.